vệ chống sét từ bên ngoài bao gồm có những thiết bị để thu và dẫn luồng điện sét và thiết bị nối đất, dây dẫn sét, cột thu sét, đầu dây dẫn sét dẫn đến thanh nối đất chính, hệ thống nối đất, điểm cách ly, ống thoát nước mưa, máng xối. Một số phương pháp chống sét bên ngoài. Phương pháp góc bảo vệ được sử dụng cho các công trình xây cất đơn giản đứng một mình hoặc các phần nhỏ hơn cần được bảo vệ nhô ra từ mái nhà như ống khói. Dây thu sét hoặc cột thu sét cần được tính toán và bố trí sao cho các phần cần được bảo vệ công trình xây cất phải nằm trong vùng bảo vệ của thiết bị thu sét. Thí dụ, một cột thu sét là khu vực nằm dưới phần diện tích bao phủ từ các điểm chiếu của thiết bị lên mặt phẳng quy chiếu, nằm dưới một góc bảo vệ alpha được ấn định trước. Góc bảo vệ alpha được xác định bởi cấp bảo vệ của hệ thống chống sét và bởi chiều cao của cột chống sét. Ví dụ, chiều cao từ đỉnh cột thu sét xuống mặt phẳng quy chiếu. Phương pháp quả cầu tia chớp được sử dụng chủ yếu ở những tòa nhà cao hơn bán kính của quả cầu tia chớp hoặc ở tòa nhà có dạng phức tạp. Bán kính của quả cầu tia chớp phải tương ứng với cấp bảo vệ cho lượng. Khi áp dụng phương pháp này thì quả cầu tia chớp sẽ lan quanh khắp mọi hướng và cả phía trên của công trình xây cất. Khu vực được bảo vệ nằm giữa điểm tiếp xúc của quả cầu tia chớp với công trình xây cất được bảo vệ và mặt phẳng quy chiếu, ví dụ mặt đất. Phương pháp mạng lưới. Tất cả các bề mặt được quả cầu tia chớp tiếp xúc như bề mặt của những mái bằng hoặc phần mái hình yên ngựa là những nơi có khả năng bị sét đánh. Nó cần được bố trí bảo vệ bởi thiết bị thu sét dạng mạng lưới. Thiết bị thu sét mạng lưới có thể được áp dụng độc lập với mọi hình dạng của tòa nhà. Độ lớn tối đa cho phép cỡ sàn, bề rộng mắt lưới phụ thuộc vào cấp bảo vệ của hệ thống chống sét.